Đấy là cái cá, cái video lúc nãy ấy là cách buộc cái gói lá này, cái gói cái lá vào con cá đó. Thì bây giờ là mang ra nướng. Đấy, nướng thì lò nướng thì ở đâu nó cũng như nhau thôi. Đó, cứ nướng cho ông ngồi trở này. Rồi tèo nướng cho cậu. Trở trở đi. Đó. Trời đứng nó xúc dây. Đó, đây chưa? Ổng là non trai ổng đầu đứt có con tắc. Đó. Ổng lùng giò tay ổng cục nút. Chị mày lùng mày còn lùng hơn. Chị, mẹ luôn. Mẹ luôn chứ mà. Nói không có sai. Chở này nè. Ừ. Đây nhá, lá chuối mới cháy phát thơm nức luôn. Thơm lá chuối lắm. Đó, đây nhá. Chở, chở. Mẹ ơi, phỏng. Có miếng bên này có hàng nhiều. Nhưng mà thấy chưa? Rất là nó chỉ nướng như thế thôi, rất đơn giản thế. Tí nữa là khoảng độ nó phải cháy cái lớp này cháy thành than luôn thì mai trăng này mới chín được. Chín mà chứ mau mà cỡ 15 cái này mà nướng khô quá nó rất ngon rồi. Cỡ 15 phút con này muốn chín này nè, tải hết trơn khô, bỏ thêm than vào. Mấy cái củi nè. Ờ, đừng có bỏ củi. Lấy cái cây gắt này. Mẹ. Có luôn. Gắt chảy than ra rồi. Than. Vậy cũng rửa đi. Con này không chín nổi luôn nè. Ngắt. Cháu nâng lên nó gạt than cho đều ra. Đều rải đều ra. Nhớ. Nâng lên xong không? Giải than đèo ra, nâng. Chưa. Lấy cái que. Không. Lấy cái cây gắt con. Mẹ tí qua hỏi cha. Đi đâu ngủ rồi? Má hai kìa. Má hai đi đâu rồi? Đâu bỏ ngoài đó chứ đâu con mà. Con tìm nãy giờ rồi, con mới tìm vô gì. Đó phải giải đèo than ra. Đi ra mẹ. Cháu nhớ ra đặt lên này đi. Đặt lên đây. Là lấy cái que, lấy cái que. Kìa. Que phải xài cái. À. Lên trẻ lắm. Đừng bỏ cái viên gạch này vào, nó sẽ bị nổ. Nóng nó bị nổ rồi. Rồi bỏ ra. Bây giờ đâu? Đó. Bây giờ rải đều ra được rồi. Chưa còn lâu chưa chín rồi. Chín sao được cá này còn lâu. 15 phút chín. Đừng có giỡn nhẹ nhẹ thôi. Ta nướng cái bạc cũng còn chín nữa mà. Mấy cuối này nhầm chị. Nướng cá. Con này còn chín. Cái đuôi nó chưa có chín. Mẹ không có mình đi ăn đuôi. Được chưa? Ăn cá lóc rang muối chưa? Ăn. Hả? Cá có gì ăn chưa? Yeah.